Hi, welcome to my channel. Hello các em, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề fruits. Fruits có nghĩa là những loại trái cây nha. Đây là quả gì? Đây là quả táo nha các em. Apple, apple, apple. Đây là quả gì các em? Đây là quả thơm. Pineapple, pineapple, pineapple. Đây là quả gì? Đây là quả dưa hấu. Watermelon, watermelon, watermelon. Đây là quả gì? Đây là quả chuối. Banana, banana, banana. Đây là quả gì? Đây là quả ổi. Guava, guava, guava. Đây là quả gì? Đây là quả xoài. Mango, mango, mango. Đây là quả gì? Đây là quả dâu. Strawberries, strawberries. Đây là quả gì? Đây là quả mít. Jackfruit, jackfruit, jackfruit. Đây là quả gì? Đây là quả thanh long. Dragon fruit, dragon fruit. Đây là quả cam. Orange, orange, orange. Đây là quả chanh. Lemon, lemon, lemon. Đây là quả quýt. Tangerine, tangerine. Đây là quả gì? Đây là quả khế. Star fruit, star fruit. Đây là quả bưởi. Pomelo, pomelo, pomelo. Quả sầu riêng đọc tiếng Anh là gì? Durian, durian, durian. Đây là quả gì? Đây là quả nho. Grace, grace, grace. Đây là quả bơ. Avocado, avocado. Đây là quả gì? Đây là quả vải. Lychee, lychee, lychee. Đây là quả gì? Đây là quả chôm chôm. Rambutan, rambutan. Đây là quả mận. Plum, plum, plum. Đây là quả gì? Đây là quả chanh dây. Passion fruit, passion fruit. Đây là quả dừa. Coconut, 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 coconut. Đây là quả gì? Đây là quả nhãn. Longan, longan, longan. Đây là quả đu đủ. Papaya, papaya, papaya. Đây là quả gì? Đây là quả mãng cầu. Mãng cầu. Custard apple, custard apple, custard apple. Đây là quả gì? Đây là quả măng cụt. Mango sting, mango sting, mang. Đây là quả gì? Đây là quả cóc.
umbrella, umbrella. Đây là quả gì? Đây là quả vú sữa. Star apple, star apple. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài học của chúng ta. Hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. See you next time. Đừng quên đăng ký ủng hộ cô.